Thanh Nhẫn xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Thưa quý vị, bạn bè nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là phải có sự chân thành. Có đôi khi, thà rằng một mình gánh vác mọi khó khăn chứ không cần sát cánh cùng những kẻ giả tạo tự nhận mình là bạn nhưng lại sẵn sàng đâm sau lưng ta bất cứ lúc nào. Nhưng làm sao để có thể nhận ra những kẻ giả tạo đó? Hãy nhìn vào các dấu hiệu sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên để lại lời bình luận cũng như chia sẻ clip quý vị nhé. 1. Lúc đi vay thì quỵ lụy van xin, lúc phải trả thì như bố thí ăn mày. Có một số người khi thiếu tiền thì sẵn sàng van xin, năn nỉ người khác giúp đỡ. Họ có thể đi khắp nơi kể lể với tất cả mọi người về sự đáng thương và thiếu thốn của mình để chiếm được sự thương hại, tranh thủ vay mượn. Cho dù lúc đi vay họ có thể thốt thế nào thì chỉ cần cầm được tiền trong tay họ lập tức trở mặt. Đến lúc chủ nợ đi đòi, họ lên án bạn bè không nể tình nghĩa, chỉ biết tiền bạc, rồi thản nhiên trả lại một phần nợ rất nhỏ mà thái độ không khác gì bố thí cho ăn mày. Loại người này nhất định phải tránh xa, lỡ giúp một lần sau nhất định cạch mặt. 2. Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Trước mặt tươi cười, sau lưng chửi bới, trở mặt nhanh hơn cả lật sách. Những người như vậy thích à dùa nịnh hót và cúi đầu khom lưng đối với người đem lại lợi ích cho họ. Với người không có giá trị lợi dụng, tuy họ không thể hiện sự chán ghét ra ngoài, nhưng có thể âm thầm làm chuyện xấu, ngáng chân cản trở sự nghiệp sau lưng bạn. 3. Những người bất hiếu. Một người có thể làm tổn thương chính cha mẹ có công ơn dưỡng dục sinh thành thì chắc chắn không có nhân phẩm tốt đẹp và biết đối xử tử tế với người ngoài. Họ chỉ biết tư lợi cá nhân, sẵn sàng đạp đổ công danh của người khác, cũng như cách họ bỏ mặc cha mẹ mình tuổi già sức yếu, không người chăm nom. 4. Chiếm đoạt thành quả của người khác. Tu hú chiếm tổ chính là câu nói phù hợp nhất đối với loại người này. Vì lợi ích bản thân, họ có thể tàn nhẫn chiếm đoạt tất cả thành quả lao động, công sức nghiên cứu của người khác, ngang nhiên coi đó là của riêng mình. Cho dù đó là bạn bè, anh em thân thiết nhất, họ cũng chẳng hề nể tình nghĩa bấy lâu. 5. Lòng tham không đáy. Với người chân thành, chỉ cần một lần giúp đỡ, họ cũng biết ơn cả đời. Nhưng với một số người khác, sự giúp đỡ của chúng ta giống như lẽ thường phải thế. Họ chẳng những không biết ơn mà còn không ngừng đòi hỏi hết lần này tới lần khác. Bạn trả tiền ăn một bữa thì cũng phải trả cả những bữa sau. Bạn làm hộ họ một lần thì sau này, lần nào họ cũng nhờ bạn làm hết. 6. Chỉ nói mà không làm. Khi bạn nghĩ rằng mình đã gặp tri kỷ đích thực, hãy cẩn thận vì có thể đó chỉ là lời ba hoa bốc phét của đối phương. Họ có thể vẽ ra trước mắt bạn một tương lai tươi sáng như hoa, tiền đồ như gấm. Nhưng kết quả là gì? Sau khi đối mặt với vài lần thất bại, thâm hụt hết số vốn liếng đầu tư, họ lập tức phủi tay bỏ mặc bạn một mình xoay sở với khó khăn để đi tìm một tri kỷ mới. Bản lĩnh của họ không xuất phát từ tài năng mà chỉ đến bằng miệng lưỡi, giỏi nói mà không biết làm, thì chẳng bao giờ trở thành bạn đồng hành xuất sắc. 7. Tính toán chi li, không bao giờ chịu thiệt. Kiểu người này có một đặc điểm rõ ràng, chính là cái lợi không bao giờ nhường, cái thiệt không bao giờ chịu. Cho dù thu nhập vài chục triệu, người ta vẫn có thể canh cánh trong lòng hoặc cãi nhau ầm ĩ chỉ vì chênh lệch mấy đồng tiền lẻ. Với bạn bè hay người thân, mọi thứ đều được tính toán rõ ràng. Nếu bản thân chịu thiệt dù chỉ một xu, họ sẵn sàng tìm tới tận cửa để đòi cho bằng được. Chính vì thế, kết giao với họ có thể bạn sẽ thấy công bằng nhưng vô cùng mệt mỏi. 8. Tự cao, tự đại. Những người như vậy thích tự cho mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Họ không tiếp thu ý kiến người khác vì cho rằng bản thân luôn đúng và tự ý làm chủ. Tất cả đều phải nghe theo.
Một khi không đạt được điều mình muốn, họ có thể nổi điên cắn người, mà bất kể đúng sai thị phi như thế nào. 9. Trốn tránh trách nhiệm và đổ lỗi cho người khác. Cho dù sai trái rành rành nhưng vẫn không chịu nhận, thậm chí đổ lỗi cho người khác. Kiểu người này có thể biến bạn thành lá chắn cho lỗi lầm của mình bất cứ lúc nào. 10. Gió chiều nào nghiêng chiều ấy. Làm bạn với một người không có chủ kiến của riêng mình, bạn dễ bị ảnh hưởng tính cách yếu đuối của họ. Không chỉ như vậy, một khi ngả sang chiều khác, họ có thể sẽ là người sẵn sàng nói ra những bí mật của bạn, cho dù điều đó có ảnh hưởng hết kế hoạch kinh doanh và tiền đồ sự nghiệp của người khác. Lòng tin của họ cũng mềm yếu như tính cách, chỉ bằng vài ba lời nói từ người ngoài, họ lập tức nghi thần, nghi quỷ, coi ý tốt của người khác là giả tạo. Trên thực tế, chúng ta có thể gặp phải hàng ngàn, hàng vạn kiểu người khác nhau trong cuộc sống thường ngày mà không phải lúc nào cũng đủ may mắn để nhìn rõ bản chất thật của họ. Người ta đã nói, họa hồ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Đôi khi chính những người chúng ta tin tưởng hết lòng lại phản bội trong thời điểm mấu chốt, khiến sự nghiệp và tương lai đi vào ngõ cụt. Chính vì vậy, một khi phát hiện những dấu hiệu giả tạo trong mối quan hệ, hãy mạnh dạn nói không và từ chối kết giao với những kẻ như vậy. Càng tránh xa tiểu nhân, bạn càng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Nỗ lực có, tài năng có, nhưng vận may vẫn chẳng mỉm cười. Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu vô ích. Cứ thuận theo tự nhiên, ta mới biết chính xác thành công là gì. Thuận theo tự nhiên là điều mà mọi người thường bỏ qua khi nhắc tới những bài học về thành công. Bởi lẽ, ta chẳng thể nào nói về nó mà không gây hiểu nhầm. Thế nhưng nó chính là mảnh ghép còn thiếu mà bấy lâu nay ai cũng đi tìm. Những người thành công không làm việc cực khổ, mọi người thường hiểu sai hàm ý của tính từ này. Những người thành công cũng chẳng nỗ lực một cách mù quáng. Họ không cố chấp theo đuổi những thứ kém hiệu quả hay thậm chí còn chẳng tồn tại. Họ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm cho những gì họ cảm thấy đem lại nhiều kết quả nhất. Những người này làm việc không biết mệt mỏi, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả đồng nghiệp của mình. Bởi lẽ, công việc đối với họ là một lẽ tự nhiên. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn kiệt sức, suy sụp và chẳng đạt được kết quả gì. Lẽ đời luôn bảo bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Thế nhưng bạn chợt nhận ra, chỉ khi bạn ngừng cố gắng quá mức thì những điều tốt đẹp mới bắt đầu xuất hiện. Khi bạn cố gắng cưỡng cầu hạnh phúc và thành công, nó sẽ lảng tránh bạn. Thế nhưng chỉ cần bạn dừng lại, tự dưng hạnh phúc và thành công sẽ đến. Những thứ bạn làm được trong cuộc đời này chẳng bao giờ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Chúng đều là các plan B, những thứ ta chỉ làm sau khi đã thôi ép bản thân đối đầu với số phận. Khi bạn cố gắng không nghĩ về một điều gì đó, tâm trí của bạn sẽ lại dồn cả vào nó. Bạn càng trốn chạy, bạn càng cảm thấy nó ở khắp mọi nơi. Những người cố gắng đến mức đánh mất cả bản thân thường không được người khác nhìn nhận. Mọi thứ như nắm cát trong tay, càng giữ thật chặt lại càng mất nhiều. Hãy thử nhìn vào cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. Đôi khi bạn sẽ cho rằng những người làm ngành dịch vụ phải làm việc cực nhọc hơn là sếp của họ. Tuy nhiên chính người trong cuộc lại không hề nghĩ vậy, vì họ hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Công việc chỉ cực nhọc khi chúng ta tự ép bản thân mình vào guồng, và chúng ta chỉ ép bản thân mình vào guồng khi công việc thật buồn tẻ và nhạt nhẽo. Đã là con người, chẳng ai muốn phó mặc thành công của mình cho những thứ như là cơ hội, số phận hay định mệnh. Bởi lẽ, đó đâu phải là những nhân tố quyết định duy nhất. Dù vậy, chối bỏ những điều này sẽ khiến bạn kém sáng suốt đi rất nhiều. Thỉnh thoảng con người có khả năng quên đi thời gian, thực tại và hoàn toàn chìm đắm vào trong công việc. Đây chính là lúc mà chúng ta làm việc hiệu quả nhất.
Và ai làm được điều này mỗi ngày sẽ càng tiến gần hơn tới thành công lâu dài. Thế nhưng làm sao bạn có thể hết mình với công việc khi phải ép buộc bản thân thực hiện điều đó? Cứ hỏi bất cứ một người thành đạt nào mà bạn biết, bởi họ sẽ nói cho bạn một sự thật. Họ đã chăm chỉ và nỗ lực rất nhiều, nhưng tinh thần thoải mái, thuận theo tự nhiên cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của họ. Những nhà văn bị ép cầm bút sẽ không bao giờ viết được một áng văn hay. Hãy học cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên mà không bị cản trở bởi những nghi ngờ và lo lắng của chính mình. Dù vậy, bạn cũng nên nhớ rằng, những người làm việc chăm chỉ sẽ thành công hơn những người chỉ biết dựa vào tài năng bẩm sinh mà không cố gắng. Nhưng nếu biết kết hợp cả tài năng bẩm sinh lẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, kết quả mà bạn nhận được sẽ không đơn giản chỉ là chuyện thắng thua. Đó chính là lúc mà nhân tố X được hình thành. Đó chính là khởi nguồn cho những kết quả tuyệt vời có một không hai. Đây không chỉ là một mẹo vặt để làm việc hiệu quả. Đây cũng chẳng phải là một chiêu trò để thành công nhanh chóng và dễ dàng. Thuận theo tự nhiên là một phần bất biến trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một nguồn sức mạnh vĩ đại hơn con người, là điều mà tất cả chúng ta muốn thấu hiểu và tận dụng. Tự nhiên cũng diễn ra theo một lộ trình nhất định. Cơ thể tự hồi phục khi ta không can thiệp vào quá trình chữa lành vết thương. Cuộc sống cũng tương tự như vậy. Khi không kiểm soát được cuộc sống, ta thường coi đó là một điều tiêu cực như một sự mất mát hay bệnh tật. Thế nhưng sự mất kiểm soát đó đôi lúc lại có lợi. Có những thứ vượt ngoài tầm tay sẽ dẫn ta đến với thành quả còn tuyệt vời hơn cả những gì ta tự mình lựa chọn. Thuận theo tự nhiên là một phương châm mà nhiều người thường đánh đồng với lười biếng và thụ động. Thế nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Muốn có người yêu, bạn phải dám hẹn hò. Muốn xuất bản được tác phẩm, bạn phải dám viết. Nhưng cứ ép buộc bản thân đến mức căng thẳng và sợ hãi thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công được. Quá chú tâm vào mục tiêu sẽ khiến bạn bị ám ảnh với sự hoàn hảo, để rồi rốt cuộc bạn lại tự tay phá đi điều quan trọng nhất, đó là kết quả cuối cùng. Trong cuộc sống, chúng ta được lựa chọn mục tiêu chứ không phải lúc nào cũng được lựa chọn cách thức. Nếu cần một tri kỷ, ta sẽ tìm thấy, nhưng có thể đó không phải là ta nghĩ lúc ban đầu. Nếu muốn sự nghiệp thành công, ta sẽ đạt được, nhưng có thể không phải ở lĩnh vực đầu tiên ta thử sức. Chúng ta hay quên mất một điều, cuộc đời không giúp ta thành công, mà thành công là món quà ta dâng tặng cuộc đời, và chính ta sẽ là người gặt hái lợi ích từ việc đó. Đừng bao giờ cầu cưỡng hay tranh giành nhau chỉ vì một điều gì đó. Hãy đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhất, cũng giống như nắm cát trong tay. Hãy thả lỏng và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.